Bạn trở lại với kênh của Thế Giới Bí Ẩn, mình là Thảo Hoàng. Giải mã sức hút của đôi giày này do GD thiết kế, cháy hàng trong 0,06 giây. Vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, GD trong Big Bang đã không vội tham gia vào con đường đua âm nhạc, nhưng đã nhanh chóng comeback với ngành thời trang. Sức nóng từ sự hợp tác giữa nam thần tượng và Nike cho ra mắt đôi giày Paranoid. Đôi giày này đã cháy hàng trong 0,06 giây. Cùng chúng tôi tìm hiểu về đôi giày này nhé. Đừng quên like, share và đăng ký kênh của chúng mình. Xin chào! Đã là một fan của K-pop thì có lẽ ai cũng biết đến cái tên G-Dragon, thủ lĩnh của nhóm nhạc Big Bang. Nam nghệ sĩ Nam Ji-young sở dĩ có nghệ danh là G-Dragon là bắt nguồn từ tên thật Ji-young, G phát âm giống chữ G và Young nghĩa là dragon, rồng trong tiếng Hàn. Sau 6 năm làm thực tập sinh của YG Entertainment 2001 đến 2006 thì G-Dragon đã chính thức ra mắt với tư cách là trưởng nhóm và là một trong hai tay rap của nhóm nhạc Hàn Quốc Big Bang. G-Dragon đã phát hành album đầu tay của riêng mình mang tên Heartbreaker vào năm 2009. G-Dragon được biết đến với tên gọi là ông hoàng của K-pop trong suốt 10 năm qua. Nam idol không chỉ nổi tiếng về khả năng rap mà còn là một fashionista chính hiệu. Khuôn mặt của anh từ lâu đã được biết đến là khá khó hiểu, nhưng không thể phủ nhận rằng ở nó có một sự độc lạ và khá là thú vị nên kiểu gì cũng sẽ thành trend. Nhóm trưởng của Big Bang nhập ngũ từ tháng 11 năm 2017. Theo dự kiến ban đầu, tháng 11 năm 2019 thì anh mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, thì Hàn Quốc gần đây đã có một sự đổi mới về thời gian thực hiện nghĩa vụ. GD đã được xuất ngũ sớm một tháng, cụ thể là vào ngày 26 tháng 10. Dù vắng bóng ở showbiz Hàn gần 2 năm để nhập ngũ, nhưng đội hot của anh chàng lại chẳng bao giờ giảm. Minh chứng cho điều đó chính là hơn 3.000 fan hâm mộ đã đến đợi từ 2 giờ sáng để có thể chúc mừng anh chàng xuất ngũ. Quả giống như là một hiệu ứng domino, khi mà GD vắng mặt là các xu hướng thời trang ở Hàn Quốc cũng trầm lắng hẳn. Thế nhưng anh chỉ vừa mới tay xuất chỉ được một tháng đã lập tức khiến quốc tế trao đảo bởi một loạt trend mới do anh khởi xướng. Mặc áo khoác thành váy. Những hình ảnh đầu tiên của GD xuất hiện trong bộ trang phục lạ mắt và lập tức trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Mới thấy nhìn lần đầu thì mọi người sẽ nhầm tưởng rằng nam idol đang mặc váy, nhưng thực ra đó là hai lớp áo. Lớp áo bên trong là một chiếc áo khoác sáng dài quá đầu gối, còn lớp ở bên ngoài là một chiếc áo bomber. Vì vậy mà mọi người có thể nhầm tưởng đó là một cái váy. Lại một lần nữa thì GD lại khiến cho fan phải trầm trồ với gu thời trang cá tính độc đáo của mình. Nếu mà là fan của anh chàng thì có lẽ mọi người đã quen với cách ăn mặc khác lạ này, nhưng đối với những người chỉ biết sơ qua về nam idol 8X thì chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên. Trước đây thì cũng có rất nhiều lần nam idol đã diện một set trang phục khó hiểu như thế này. Nối diện áo khoác trong dài hơn áo khoác ngoài ngay lập tức đã tạo nên xu hướng mới. Giới trẻ Hàn Quốc đa số đều chọn cách mix này khá giống với GD, đó là mặc áo khoác dài màu be ở trong các item có màu tối hơn. Paranoid ra mắt. Sự chú ý về áo khoác thành váy chưa kịp nguội thì GD đã khiến cho các thành đồ của sneaker một phen bấn loạn trước màn ra mắt siêu phẩm giày, đánh dấu sự hợp tác của anh chàng này với thương hiệu giày đình đám là Nike. Sức nóng từ sự hợp tác giữa nam thần tượng và Nike đã cho ra mắt đôi giày Nike PMO AF1 Paranoid đã làm thay đổi bộ mặt thời trang của nhiều quốc gia. Đôi giày này có thiết kế khá là bắt mắt, đủ chất để có thể thu hút các tín đồ sneaker. Mang kiểu dáng của một đôi Nike Air Force cổ thấp, thiết kế này đặc biệt hơn ở phần thân giày màu đen, vệt sơn ở phần đế giày và logo của Nike màu vàng. Hộp giày cũng được đầu tư tỉ mỉ, kỹ lưỡng đến nỗi mà chắc chắn người mua phải giữ gìn cẩn thận. Bên trong hộp thì còn được xếp đầy hoa cúc họa mi, biểu tượng của hãng thời trang BMX1 gắn với cái tên tuổi của GD. Đôi giày được thiết kế khá là tinh tế, ngoài chi tiết bông cúc nhỏ thêu trên bề mặt của Paranoid còn ẩn chứa nhiều điều thú vị bất ngờ. Theo thời gian, khi mà bề mặt bị bào mòn thì phía dưới lớp ngoài màu đen sẽ hiện ra một bức tranh với nhiều vệt màu lạ mắt và là ý tưởng do GD sáng tạo. Bộ sưu tập Paranoid mà GD thiết kế có 3 phiên bản. Dấu scoot trắng mở bán toàn cầu, dấu scoot đỏ thì chỉ dành riêng cho thị trường của Hàn Quốc với số lượng giới hạn là 818 đôi và dấu scoot vàng là dành tặng cho người thân, không bán với 88 đôi. Dựa theo đồ hiếm thì phiên bản dấu scoot đỏ đang được các tín đồ này quan tâm nhất. Tại Việt Nam thì đôi giày Paranoid có giá bán khoảng 5,8 triệu đồng, đang được các bạn trẻ tích cực săn đón dù phải mua với giá đắt ngất ngưởng từ chợ đen. Cơn sốt Paranoid trên toàn thế giới. Nike Air Force 1 BMX1 Paranoid hiện đã là một đôi sneaker thu hút sự quan tâm nhất trong những ngày vừa qua và đã đạt được con số ấn tượng về doanh thu ngày đầu mở bán. Ngay từ khi mà chỉ mới là những hình ảnh không chính thức bị rò rỉ lên mạng thì đôi Paranoid này đã được mọi người dành sự quan tâm đặc biệt.
Ở Trung Quốc thì giày Paranoid đã được bán hết với tốc độ không tưởng chỉ trong vòng 0,06 giây, chưa kể lượng truy cập tìm kiếm về 3D trở thành xu hướng trên Weibo, trang mạng xã hội lớn nhất của Trung Quốc. Với hơn 150 triệu lượt đọc 0,06 giây khiến mọi người hoàn toàn sốc với mức độ phổ biến của chủ nhóm Big Bang. Dù biết nam idol được xem là một tượng đài có tầm ảnh hưởng nhưng lại khó có thể tin được sức công phá của anh chàng. Đôi giày do chính GD thiết kế không chỉ thổi một làn gió mới vào ngành thời trang của Hàn Trung mà còn khuấy đảo cả châu Âu. Tại Hoa Kỳ và Canada thì chỉ mất tầm 5 phút để bán hết hàng, 10 phút ở Úc, 9 phút ở Ấn Độ, 2 phút ở Vương quốc Anh. Tổng cộng chỉ mất 30 phút để đôi giày này được bán hết hoàn toàn trên toàn thế giới trong tổng số 44 quốc gia mà đôi giày đang phát hành. Ở Thụy Sĩ thì người ta đã chen chúc nhau đông nghịt tại một cửa hàng vào ngày mở bán. Ai cũng muốn sở hữu đôi sneaker với giá gốc là 200 USD thay vì phải trả gấp đôi, gấp ba khi mua lại. Tại Việt Nam thì đôi Paranoid màu trắng đã mở bán vào lúc 9 giờ sáng. Tuy nhiên đến 9 giờ 17 phút sáng thì đôi giày này đã không còn trên website. Nhưng người hâm mộ dù đã chờ đợi website mở bán từ sáng sớm vẫn không thể tậu được. Thậm chí tại các nước nhiều trang web cũng mở bán còn bị đánh sập vì số lượng người truy cập quá lớn. Tại Hàn Quốc thì vào ngày 8 tháng 11 vừa qua, đông đảo các bạn trẻ của Hàn Quốc đã có mặt tại khu phố Hongdae để có thể tham gia sự kiện ra mắt và mở bán phiên bản Nike có dấu swoosh màu đỏ. Trên mọi diễn đàn của nước này thì đã nhanh chóng chia sẻ đoạn clip về cảnh dân tình xếp hàng dài dưới trời nóng và mong muốn có cơ hội sở hữu siêu phẩm giày Nike phiên bản giới hạn này. Theo chia sẻ của một số tài khoản Twitter thì dân tình của Hàn Quốc đã đổ xô tới sự kiện từ rất sớm. Tính đến khoảng 12 giờ trưa thì dòng người đã xếp hàng dài tới 3 dãy nhà. Rất nhanh sau đó thì phiên bản giới hạn tại Hàn Quốc đã bay màu chỉ trong vòng một nước nhạc. Hàng dài người đã có mặt tại cổng của SportXN KS để có thể bốc thăm với hy vọng may mắn sở hữu đôi Paranoid có dấu swoosh màu đỏ. Được biết thì trong lần đầu mở bán, nhãn hàng chỉ cho 8.888 người đăng ký. Điều kiện để tham dự sự kiện này là bạn phải bắt buộc có hộ khẩu của Hàn Quốc, đồng thời phải là áo phông của Nike và đi đôi giày của Nike Air Force One. Một fan của GD đã đăng tải dòng trạng thái trên mạng với nội dung rằng chỉ có 818 đôi giày nhưng có tới tận 8.818 tấm vé được phát ra. Bởi vậy, độ khan hiếm là rất cao. Thậm chí thì hai fan ship lớn nhất của hàng, chứa những nhân tố chuyên đi sang đồ cũng khó có thể sang được món đồ này. Thế mới thấy được tầm ảnh hưởng của GD là lớn tới mức nào. Đôi giày có giá bán lại cao nhất năm nay. Theo thống kê của trang Esquire Korea, thì Nike Air Force One, Beaming Oswine Paranoid phiên bản swoosh đỏ đứng đầu trên danh sách xếp hạng của những đôi giày có giá bán lại cao nhất vào năm 2019. Từ giá gốc là 219.000 won, tương đương với 4,6 triệu đồng, người mua có thể sẽ phải bỏ ra khoảng 3-4 triệu won, là 58-78 triệu đồng để có thể sở hữu được đôi giày này. Tại Việt Nam thì có cửa hàng đã bán giá Nike Paranoid bảng dành riêng cho thị trường của Hàn Quốc là 90 triệu đồng. Trong khi đó thì bạn có thể mua lại bảng quốc tế với giá khoảng hơn 10 triệu đồng từ các dân buôn. Đứng đầu lượt tìm kiếm ở nhiều nước. Vào ngày mở bán thì từ khóa liên quan đến Paranoid được tìm kiếm tới 120 triệu lần tại Trung Quốc. Ở các nước khác thì từ khóa G-Dragon và Nike cũng nhanh chóng nhảy vọt lên top đầu. Đặc biệt là tại Hàn Quốc thì bài hát phát hành từ vài năm trước của GD cũng đột nhiên trở lại bảng xếp hạng. Bên cạnh đó thì hashtag Be My Oswald đã cán mốc hơn 1 triệu bài đăng liên quan trên Instagram. Tạo thành cơn sốt trong giới nghệ sĩ, chẳng riêng gì cộng đồng người hâm mộ K-pop và hội mê giày và các nghệ sĩ từ Trung cho tới Hàn đều không cưỡng lại được vẻ đẹp của đôi Nike Paranoid. Họ đã nhanh chóng tậu cho riêng mình một đôi và khoe ảnh lên mạng xã hội. Hai ngôi sao Trung Quốc đầu tiên khoe ảnh mang giày của GD là Châu Kiệt Luân và Vương Nhất Bác. Khi biết Vương Nhất Bác là fan cứng của GD từ lâu, nên sinh viên thậm chí còn học thủ lĩnh của Big Bang cách mang giày không thao tác. Taeyang và T.O.B đều được GD tặng giày logo vàng. Tại Hàn thì những nghệ sĩ nổi tiếng từng diện item độc đáo này là Suho của EXO, Chanyeong của EXO, Dara và Donghwik của Icon, Chung Eunji của Erbin, Hyoyeong của SNSD và Lee của EXIS. Bắt kịp xu hướng thời trang với đôi giày Nike BMO AF1 Paranoid do chính GD của Big Bang thiết kế, thì Gia Vi cũng sở hữu một đôi, cũng đăng ảnh khoe giày. Ngọc Thảo và Phương Ly lại nhận về hai kết quả khác nhau từ cộng đồng mạng. Như phiên bản chỉ có một đôi duy nhất trên thế giới. Trong buổi triển lãm tổ chức tại Olympic Park của Seoul, Hàn Quốc vào ngày 23 tháng 11 vừa qua, thì GD đã khiến cho nhiều người bất ngờ khi mà trưng bày nhiều mẫu Nike chưa từng được công bố. Trong đó thì có đôi giày đính đá lấp lánh, nhưng mẫu giày này không sản xuất với mục đích thương mại mà chỉ có số lượng một đôi. Hẳn là nhiều sao hàng sẽ phải ghen tị với độ phủ sóng mạnh mẽ của GD, nhất là trong thời gian anh chàng này nhập ngũ. Thủ lĩnh của nhóm nhạc Big Bang vẫn luôn là biểu tượng thời trang số 1 tại K-pop và là ngôi sao toàn cầu nhận được sự đón nhận của nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. GD đã trở thành một trong những biểu tượng làm thời trang ở Hàn Quốc nói riêng và thế giới nói chung.
phong cách thời trang táo bạo, phong cách của anh chàng đã phần nào tháo gỡ được định kiến về trang phục của nam và nữ, cho mọi người một cái nhìn mới mẻ, cởi mở hơn về thời trang. Cùng chính phong cách độc lạ và không đội hàn đó đã khiến cho cái tên G-Dragon chưa bao giờ là hit hot trong làng giải trí. Với việc nhanh chóng cháy hàng, bạn nghĩ gì về đôi giày Paranoid này? Hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại comment ở phía bên dưới nhé. Và đừng quên bấm like, share cũng như subscribe vì chúng tôi hứa hẹn sẽ còn quay lại với những video thú vị hơn nữa đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.